Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi khác. Một câu hỏi của khán giả Mai Thị Hoa có số điện thoại 0373 3 số cuối 484 ở Thanh Hóa. Khán giả có hỏi là gia đình trồng vườn dưa hấu 500 cây trên 1.000 m² với mật độ là 40 đến 45 cm một cây, đang chuẩn bị ra trái, lá non bị quăn không mở, lốm đốm đen, đã bón phân NPK, phân bón lá A2, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Tống Khiêm ạ. Vâng, cái này là có thể nói là khẳng định đó là cái bệnh, nó gọi là bệnh than thương đấy, do nấm nó gây hại. Cho nên là bác là nên là sử dụng là thứ nhất là thuốc để mà trị ngay, thứ hai là mình phải là vặt bỏ, cắt bỏ tất cả những cái cây mà gọi là đã bị cái bệnh đấy nó nặng, hoặc là những cái lá nó nặng, thì đây là cái thuốc để bác có thể là phun. Một là phun một lần nếu mà bệnh nhẹ, còn nếu mà bệnh nặng quá thì mình nên phun 2 lần đấy, hoặc là Polysin B đấy, hoặc là Zyram, hoặc là Madipropamid cộng với Trarotalonin, thế đấy là một trong ba cái hoạt chất bác nên là phun. Thế còn để phòng cái bệnh này thì bác một là cố gắng làm sao là thực hiện theo quy trình, trồng trọt theo quy trình. Cái thứ hai là nên luân canh với cây trồng nước đấy. Và cái thứ ba nữa là kiểm tra cái độ độ pH cũng như là độ ẩm trong quá trình trồng trọt. Nếu là độ pH từ 6,5 6 6,57 là ok, là tốt, là có thể là yên tâm. Thế còn nếu mà nó bị chua quá, thường là chua, thì bác cũng nên là trộn, khi mà trồng ấy, trộn phân chuồng với vôi bột, với cái liều lượng ví dụ như 1 tấn là trộn lên khoảng độ 5 6 cân. Đấy mà một một hecta thì mình có thể trồng tới 10 15 Dạ. 10 15 tấn. Thế và một cái cuối cùng là kiểm tra cái độ ẩm lúc nào cũng để được 70%. Còn nếu mà nó cao hơn ấy, thì thường nó hay bị bệnh thối rễ này, thán thư này, Dạ vâng. vân vân. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những tư vấn hữu ích vừa rồi.